bình thường là nhiều lắm hả mình? Không, mấy cái đó tôi ăn phải khó, tại ngày nay con không ăn hàng, nó không có. Cô cứ để đại nó đi con. À, mẹ con cô mà học ở trường quốc tế mà học việc khó thiệt kể mà chưa rã mà trường giữ lại trường để dạy mà hỏi cô giữ hai hai bạn thôi, hỏi cô là mẹ con nên ra làm ngoài hay nên ở lại trường, mà con không biết trả lời thẳng rắn này nên mẹ chịu nè. Quấn là ngay ngọc. Có chị Lý phá tới bên kia rồi kìa. Chị Lý mà. Trời ơi. Cái gì Ngọc? Cái gì chị? Chị Lý không cần học. Nhà là 10 bộ. 10 bộ. Trời, thế mà kia đi mua đồ ăn. Hôm qua học kia là mình không đem chị nghĩ cái mặt em xin mức độ đó à? Là mình không đem đồ ăn. Thế mà là mình không đem đồ ăn xong thì đặt đứa chế mình có đồ ăn đó. Em có cái gì chứ? Đợi chị Nhung. Ok. Cái gì mà nó mua mấy chục ngàn chị có 50 ngàn à? Không biết. Như vậy à? Mua trắng của chị mua cũ dùng từ khi mới vô tới trường chưa hết. Em cũng vậy á. Mua cũ đi mà dùng từ nó tới trường chưa hết luôn á. À lần trước thầy nhớ dư hai hũ màu trắng luôn đó. Có à. Đi làm một bộ rồi. Đâu, 9 bộ. 1 bộ
Đi chạy chị đừng có. Không tin tưởng Ngọc được. Em không nghe mà chị nghe mũi bên kia hả? Người gọi không xác định. Đặt đây con mình đẹp quá thì mình thấy.